chỉ nửa mặt. Thì cái tình trạng mà chị Xuân thấy rõ nhất là tình trạng gì? Rãnh gan, mất rãnh râu rồng, mất cái khóe, mất luôn cái nọng càng. Cái sa trễ này đã trả lại cái hóp này đúng không? Cả đuôi mắt này chị có thấy căng không? Chị cười thật tươi lên xem này. Rồi, thì sau chỉ với 30 phút thực hiện nửa khuôn mặt thôi thì khách hàng, chị thấy bên này là 62 tuổi, bên này bao nhiêu tuổi này? Đánh giá thử xem. 50 tuổi. Là trẻ 12 tuổi. Dạ. 50 tuổi. Dạ. Trong quá trình làm chị có thấy khó chịu hay đau gì không? Cũng chịu được đúng không? Chịu được. Dạ. Sau khi làm xong thì chị thấy rõ nhất là vùng gì mình thay đổi này? Chị mất cái phần rảnh này, mất cái phần này, giảm mất luôn cả hai cái phần chia tay này. Rồi giảm cảm thấy cái vùng mắt đồ này nó mở thẳng ra, nó sáng ha, tuyệt vời ha, da cũng nó được căng lên nha chị. Dạ, thì cái tình trạng này sẽ tiếp tục được hoàn thiện hơn nữa sau khoảng tháng rưỡi, 2 tháng. Khi mà về chị Xuân nhớ uống nước giúp em. Thì cái lõi chỉ này như em có nói đó là có thành phần vitamin C, E, omega 3 và HA nữa. Nó sẽ làm căng và nó bóng cái da của mình chị ha. Rồi, trong quá trình làm thì hơi nhói nhói, có chịu được không chị? Chịu được, không có đến nỗi nào. Mình sau mấy tuổi mà mình chịu được. Thì hy vọng rằng các em mà thí dụ như lớp mình á, thì cũng được ok. Không đau, không đau lắm. Thì có đáng giá đồng tiền bán giá đầu tư không? Đáng giá để mình đầu tư.